Ngày đầu tiên đi làm cuối cùng cũng kết thúc. Đã đến một thời gian rồi nhưng mình chưa quen lắm. May là không mắc phải lỗi gì. Ông chủ, ca của tôi xong rồi lên. À ừ, cảm ơn cậu, nay cậu làm tốt lắm. À không ạ, cảm ơn sự hướng dẫn của ông chủ. Vậy tôi về đây. À, này này, từ bây giờ anh cũng phải làm việc cùng em nữa cơ mà. Phải chào cả em nữa chứ. À ừ, cảm ơn em. À, em gọi anh là Oppa được không? Ừ được. Anh có thể nói chuyện thoải mái với em mà. Dù gì thì em cũng nhỏ tuổi hơn anh chứ bộ. Ha ha, có nên thế không nhỉ? Oppa, nên anh đỉnh lắm mà. Em còn không nghĩ đây là ngày đầu tiên đi làm của anh cơ. He he. Anh về nhà cẩn thận, ngày mai gặp lại. Ừ, anh về đây, ngày mai gặp lại. Vâng, bye. Mira, cô thấy thế nào? Anh ấy giỏi thật á, dùng dao cũng nhanh nữa. Đúng nhỉ, cậu ta thậm chí còn không bị giật mình. Cậu ta khác với mấy người cũ nhiều. Cậu nghĩ thế nào, Daewon? Cậu làm việc cùng cậu ta mà, chắc chắn là cậu phải biết chứ, phải không? Cậu ta cũng được, nhưng phải để xem đã. Cậu ta vẫn ngô ngố. Ngô ngố á? Sao mà ngô ngố? Ừ thì trình độ nấu ăn cũng tạm ổn, nhưng cậu ta vẫn không ghi nhớ được chỗ để của mấy đồ dùng ở bếp. Đây mới là ngày đầu tiên của cậu ta thì làm sao mà tránh được. Ý tôi là ông chủ, ông phải xem là cậu ta làm trong cái lĩnh vực này bao lâu rồi chứ. Nếu mà cậu ta thật sự giỏi thì đáng lý phải nhớ được ngày mới đúng. Ờ, được rồi, tôi hiểu rồi. Quả trứng rán trông ngon thật đấy, mai mình phải thử mới được. Ông chủ, cho tôi một chai rượu với. Vâng. Phục vụ ơi, thịt lợn xào quay lúc nào mới có vậy? Đang làm rồi ạ, ra ngay đây. Này, anh có thấy cái gì trên cổ tay cô ấy không? Anh không biết, là gì vậy? Vòng tay nổi tiếng của HXX. Đấy, cái đó chắc phải tầm 1,3 triệu won đấy. Sợ nhờ. Một cái vòng tay mà đắt thế á? Sao lại thế, là bằng vàng hay gì? Ừ, nhưng đấy chỉ là giá của hãng second hand thôi. Hàng mới còn đắt hơn cơ. Ê, chắc em nhầm thôi chứ, ai làm bát tham lại đeo cái vòng tay đắt như thế được chứ? Không, chắc chắn mà. Cái đó nổi tiếng lắm, sao em nhầm được? Thật sao? Hay nhỉ? Lúc ăn trưa, khách hàng nào cũng khen bibimbap ngon, nhưng sao giờ lại chẳng thấy ai nói gì cả. Lạ thật. Cái cậu đó chắc là làm phần lớn bibimbap cậu ta về cái là khách im lặng hết luôn. Cậu Yijim này, cậu ta biết bí quyết gia truyền làm bibimbap sao? À, chắc tại vì rắc nhiều hạt vừng nhỉ. Cũng lâu lắm rồi mình mới làm cơm ở nhà. Có công việc rồi nên mình phải luyện lại kỹ năng thuật mới được bắt đầu bằng việc tự nấu cơm ở nhà nào. Đầu tiên là mấy món mình đã làm trong game, thử làm lại một lần nữa xem. Cô nhớ lại vị quả bí mà mình đã từng thử trước đây, với lại mình mà thử trong game xem sao. Cô nhớ lại đi nào. À, mình vẫn không cảm nhận được gì hết. Không được thất vọng, không có gì phải thất vọng cả. Mình có thể nếm và nấu ăn được trong game đã là cả một kỳ tích rồi. Ăn như kiểu kẹo cao su nhai nâu mất hết vị vậy rồi. Đối với một đầu bếp thì chả có gì tệ hơn thế này nữa cả. Đấy là lý do tại sao lúc đó mình không có chút tinh thần nào hết. Nhưng giờ thì khác, vẫn còn hy vọng. Cảm giác như khi chơi game mình đã thực sự được sống lại vậy. Mình đã ăn hết rồi mặc dù chả cảm nhận được mùi vị gì. Sau khi bị mất vị giác thì đây là lần đầu tiên mình có thể ăn hết thức ăn mình nấu. Mình sẽ phải sống như thế này đến bao giờ nữa đây? Có thật chưa được không? Dù sao thì mình cũng đã lo rồi. Vậy thì chơi thôi. Đã có thể cảm nhận được mùi vị rượu. Xương cứng. Sức tấn công cộng 30. Nếu bạn bị tấn công bởi vũ khí của gà một sừng thì sẽ khá đau đấy. Điểm yếu. Bạn có thể xác định điểm yếu của quái một sao. Tập trung sức mạnh.
tập trung toàn bộ sức mạnh vào điểm đầu của vũ khí, gây ra vết thương chí mạng, gây thương tích cộng 15%. Từ lúc chơi tới giờ mình chỉ còn nấu mấy món ăn vặt. Hôm nay có nên thử làm mấy món kiểu Tây không nhỉ? Có nguyên liệu không ta? À, có thịt thần nằn. Mình chưa thử dùng thịt con này bao giờ, nhưng cũng là một cơ hội để tốt thử. Nếu đánh mạnh quá thì thịt sẽ không ngon nữa. Mong là bọn chúng không phản kháng lại, nhưng mà chắc là phải băm nhỏ ra thôi. Ồ, cậu trai đó có phải là Rai mà xuất hiện trên trang chủ chính thức không nhỉ? Nhìn giống lắm. Cái nghề mà đánh bại được cả con gà một sừng ấy. Dương, sao cậu ta lại định bắt mấy con thần lần đó vậy? Nhện con đỏ. Sống ở trong rừng nó có thể tạo ra mạng nhện. Nếu bắt được chúng, bạn có thể bán nhện đi để lấy tiền. Nhưng với những con thần lần cào thì không đáng giá mấy, nên những người chơi thường sẽ không đi săn bọn chúng. Chả lẽ anh ta không biết là có thể bán được mạng nhện sao? Anh ta đánh bại được gà một sừng nên tôi nghĩ anh ta giỏi lắm cơ. Nhưng nếu thế thì chắc là không phải vậy rồi. Người qua đường một khổ sở với tâm lý lúc nào cũng cạnh tranh. Nhưng thật ra Rai đã có một lý do khác khi muốn bắt con thần lần này. Đơn giản là vì anh ấy không thích ăn thịt nhện. Có rất nhiều người lạ lùng trong game chỉ như thế này thì vẫn là bình thường. Wow, đường đây thịt thì mình sẽ nói được nhiều lắm nhỉ. Đá pháp thuật hạng thấp, thịt thần lằn. Hả, có cái gì lạ lạ nói ra này? Đá pháp thuật tấn công hạng thấp, đá pháp thuật đôi lúc sẽ được tìm thấy trong cơ thể của một con quái. Tấn công cộng 5% nếu dùng. Đá pháp thuật phòng thủ hạng thấp, phòng thủ cộng 5% khi dùng. Mình cũng chả biết là cái gì nữa, nhưng nếu có vẻ ăn được nên mình cứ cất vào xem. Kỳ công đạt được. Press bằng kỳ công đạt được. Người đó là đồng đội sao? Đồng đội á? Là sao? Tên con người kia, đừng giật mình. Ây, người làm ta giật mình đấy. Sao mà không giật mình được cơ chứ? Con người kia, nhân danh nữ hoàng của khu rừng này, ta có một thỉnh cầu, ngươi sẽ lắng nghe chứ?